mình chọn cái bài nào nó phổ biến hơn, đừng ngủ phải chọn cái bài mà người ta mở để nghe thiền á, nghe thiền nó phù hợp với sở thích mình. Ừ, em không tự đâu, để đổi bài 18 vô đi em, rồi 18. Vô 18 có hồng 18 có hồng 18 năm gì đa năm gì đây, 59 một cú sốc đầu đời, 50 đang chẹo cơ đó, một cú sốc đầu đời. Lẹ như vậy, cái dấu lẹ vậy, cái đầm nó khóc luôn rồi kìa. 59 con số gì đây, số gì đây, số gì đây, trời anh gió mát cả hạ cánh con quay đuôi rồi xuống lẹ vậy, đẹp quá tươi. Em dám cho em ngước lên có muôn gì sao, 56 đợi nghe câu sao không có đâu kỳ vậy. 56 thôi sao em bằng lòng đi ăn về với quê em, một cô lão xanh một chàng sòng xanh, cho trong tay cô lão buồn mẹ nhiều cây xanh qua trái đưa ăn được không, mình ngồi bên nhau chuyện cho đêm thâu, trò chuyện cả đêm luôn hả. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa. Người quê chỉ có tâm lòng có chiếc xuồng ba lá ôi để đưa ai. Ôi đó qua tiếng trôi liêu xiêu, dòng sóng đứt dài liêu xiêu, anh với em mà nhỏ xíu có chút yêu cho em thương hà hà. Nào quá tháng bảy chưa có cúng gì rồi, bây giờ không có lại duyên chắc chắn tại ta. Anh chỉ dụ em về quê thôi chứ. Trời ơi. Khoan, tắt nhạc cái. Sao nó ten dữ vậy nè. Không, cái này nó ra ten, nó cần cổ bên thui kìa, trả lại đi. Trời ơi, mấy má ơi. Ở trong quê nó đập trong lạnh đó. Đó. Trả lại đi, trời ơi. Trơn rồi đó. Nè, tụi nó có sai đâu, nó đập vô cái cổ nữa đen thui. Đây nè, cái này mới giả nè chị. Trời ơi, cái lỗ tai nó xanh dờn hết trơn rồi nè, thúi cái lỗ tai luôn rồi đây nè. Giả hết toàn bộ. Trời Phật ơi, vui làm mấy bà chưa? Đeo cho lố vô này trả nghe. Ai mang xuống tiền cầm bên này chứ. Đừng có lộn nữa, thôi châu què đền châu lành đó, chị, nhớ hết không? Cái bài hát này phù hợp với chị nè. I see you look at me, I see. Gà tén, xanh lè hết chị. Tèn hết luôn quý vị, đồ giả chưa luôn á nè. Vui làm mấy bà chưa? Đó. Trời cho đó. Rồi sổ đi. Ai giữ những một hồi để cho lại tôi mười mấy triệu nha. Số gì đây thương nhau thật nhiều, quên thật nhiều, đôi khi chắc nhau có được đâu. Đến một lần xa một đời, nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau. Còn số sáu là tấm vé cờ xích lô xin dừng xe. Kính thưa quý vị, con số may mắn con số 6 được giải. Và bây giờ xin mời bà chị Tư mình may mắn được giải với sản phẩm giải thưởng cho mấy em và quý anh chị vui lòng trả vàng cho chị Sang. Rồi quý vị ơi, ai chưa có vé giơ tay cho dòng lời tiếp theo luôn. Rất mong quý vị cũng sẵn sàng nhận tên và ai trúng thưởng với sản phẩm giải thưởng dùng cho em nhé. Em đi trên phố đông mong mơ đôi bờ đường đi. Dược mấy đèo, dẫu trèo lên đỉnh cao, mấy núi cũng lặn lội về thăm. Con số 5, con số 9, ba con gạch vô, bà con ơi vô. Cười ra con mấy, số gì đây, số gì ra con số 5, số ra con mấy, bốn gì đây, bốn gì ra. Sẽ lắm trong tiếng rước xe tơ kiếm trực. Bị dính lưỡi lẫy nhau ấy. Ủa, vàng bạc đấu chân rồi. Nè, nó leo nè. Không, vậy cho chiều những cái bông tai đâu. Chị đây là không có được, chị đây cẩm luôn. À, là đồ giả. Cái này mới tiền rồi đúng không? Cái này là một chiếc là mười mấy triệu. Còn này là đồ giả ga ten nè, em thấy là... Sao nữa? Giờ lấy lửa đốt đi, biết thật hay giả liền à. Không, em nói cái này là thiệt. Khi nào cái đầu tiên của em. Vô lễ, số với em. Số gì ra, vô gì đi. Bốn gì ra, 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 ta
Hà Dương vắng trong sương la mỗi lần ngóng chờ. Nhìn theo phía trước mây đời chuyến xe xưa về chưa? Có hay chăng người ơi, cứ xa xôi chàng trai, còn để miêu cứ dắt lên một vàng oán thường. Nếu mai này về, cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. 44, 44, 44. Mười bốn bốn, mười bốn mấy, gì đi ba, gì đi ba, gì ra. Bốn em là má, cùng có em là sau này. Bốn em là con, cùng tiếng mấy em lâu dài. Những mái thiên kìa, nhìn mái cao đường. Cùng thấy nhau bay, tiếng mấy ta sẽ ta bay, ta ba. Ba mười ba, ba mười ba, ba mười ba. Ba mười ba, ba mười ba mấy, gì đây mấy, gì đây mấy, gì đây mấy, gì đây. Hôm qua em đi cầu quay, chứ qua cầu bị đập bảy cây. Nhìn lên thấy cái đầu em quay quay. Con số 7, con số 7, con số 7. Con số 7, con số 7, con số 7 mày gì đây? Mày gì ra hai gì ra hai gì đây? Hai gì đi ta chẳng tin bao lời khách vừa nói. Tên tình thăm chứa diện ta với ngô đào. Đời thì cùng nhau cánh giáo kim băng đường đầu ngàn ba sáu luôn căng thương. Về tôi dính với người chỉ ở nơi này 27. 27, 27. Dạ khoan quý vị nha, có đọc giải không à? Quý vị từ từ nghe quý vị nha. Dạ có một chủ nhân rồi. Giữ vé lại giùm cho Quyền nha. Trên này thông báo hợp lệ có giảm mình họ xé hoặc là bơ tờ là bé. Và tiếp tục ủng hộ vòng loại mới, giá tiền vẫn là 30.000 đồng. Quý vị giữ vé lại giúp Quyền nha, để chúng ta cùng nhau kiểm tra lại quý vị nha. 27. Rồi, 27 là con số được nhà em xin vào con cô bác được quan số và lấy vé nha. Anh trai chị gái là có đủ 4 số ngàn xuống đây. Xin em cho số đàn trai ơi. Xuống đây, em tặng cho một cái voucher trị giá 36.750.000 đồng. Chơi BD chọn đời nha. Là cái voucher đó đâu vậy em? Voucher là bên cái công ty của em mới đầu hoa hậu có đúng rồi. Bên voucher đó là bên cái trung tâm của em. Em mở một cái trung tâm đào tạo 300 mấy chục. 360 mấy. Chị nói em quên luôn rồi. 360 mấy gì đó chị nhớ. 37.650.000 đồng một cái voucher chơi BD chọn đời. Ok ha. Nhưng mà hoa hậu ơi, tóc hơi gụng nha. Trời ơi, mấy bữa nay xanh em bé xong cái hay gụng tóc ghê vậy đó. Khoan, bây giờ còn một vị chủ nhân nữa, chúng ta quán đội té với nhau, chúng ta cùng nhau kiểm tra. Còn một vị chủ nhân nữa, chị gái xuống đây nhanh lên. Nhanh lắm, nhanh lắm. Lên đây, chị cho chơi video vô rất là nhanh lắm. Rồi, bây giờ chị gái dò cho anh trai, dò cho chị gái nha. Rồi, năm chào hỗ trợ đầu UDM 27 đó. Rồi, 1519. Hợp lệ 1519 là ký hiệu 27. 5 27 33 4. Chị ơi, năm đọc từ từ thôi chị, năm mình đi xe buýt rồi sợ trễ giờ. Năm là số năm đó quý vị. Dạ số năm. Rồi có một. Số 27. 27 có hai. Số 33. 33 có ba. 44. 44 là có bốn nha, hợp lệ rồi. 44 là có bốn rồi, anh trai đọc cho chị gái. 1516 là ký hợp lệ không sao mà. Dạ, số năm. Số năm là có một nha. 57. 57. 33. Khoan. 27 có hai. 33 33 có ba, 44 có bốn nha. Dạ. Mai mối qua kia anh qua em đi, em chỉ cho. Mình lấy cái hơi mình giọng xuống đăng điền, mình đẩy cái hơi lên, thấy không? Đập mạnh lên. Rồi, rồi bây giờ là mình sẽ trường tặng một con gấu tượng trưng của đoàn nha. Con gấu này, cái quà này là trên dưới 1 tỷ dao động đó. Mình về mình kỷ niệm, mình chụp hình, mình check in nha. Rồi bây giờ mời hai bạn bước vào trong, chúng ta sẽ được chi tiền tặng bên ngoài nha. Rồi mình vào trong á, mình theo cái hướng con bé bự bự ngồi đó đó. Rồi, rồi bây giờ chúng ta cùng đến với vòng lợi mới nha. Giá tiền vẫn là 30.000 đồng, chúng ta dò số liền luôn quý vị.